Ngày 15 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng cùng trú quận Thanh Khê, gồm Nguyễn Nhật Tân, 24 tuổi và Võ Lê Hoàng Tú, 23 tuổi về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, tháng 9 năm 2022, Tân đi ăn nhậu với một người bạn tên Sang chưa rõ lai lịch và được tặng một khẩu súng. Có thời gian sợ bị người nhà phát hiện, Tân đem súng sang nhà Tú nhờ cất giữ. Mặc dù nhiều lần biết là Tân gửi súng, nhưng Tú vẫn đồng ý và nhận cất giữ giúp. Sau lần đầu được tặng súng, Tân nảy sinh ý định thích sưu tập súng nên thường xuyên lên mạng xã hội để tìm hiểu, nghiên cứu. Tân đặt mua 5 khẩu súng khác để đưa vào bộ sưu tập và cũng nhờ Tú giữ hộ. Qua kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, số súng đạn trên đều có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng.